Ngọc Sương mến chào tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi video. Thì hôm nay ngày 13 tháng 5 em tiếp tục lên clip để mà bán hàng điện thoại anh chị. Thì mong rằng anh chị cô chú và mình xem được con điện thoại nào ưng ý thì cứ gọi điện trực tiếp cho em ha. Số điện thoại là 0879 182 796 và số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Thì em bán hàng thì có ship có toàn quốc nha anh chị. Thời gian giao hàng khoảng từ 3 đến 5 ngày tùy theo khu vực ha. Thì anh chị mua hàng bên em ấy thì vui lòng cọc trước cho em từ 50 đến 100 ngàn nha anh chị. Cái số tiền cọc này sẽ được trừ trực tiếp vào tiền hàng ha. Thì anh chị nhà mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh chị. Kiểm tra ok hết rồi mới thanh toán số tiền còn lại cho shipper ha. Và cái chế độ bảo hành thì bên em sẽ bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần. Nếu mà không thích hay là lỗi lầm gì đó thì bao đổi trả nha anh chị. Còn về bảo hành, về phần mềm thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng ha. Rồi thì đầu like em cũng xin giới thiệu luôn nha anh chị. Dòng đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh chị cô chú là dòng Samsung trước ha. Đây, hôm nay em có về thêm một con Samsung A02 nha anh chị. Con này thì màu xanh lá nha anh chị. Con này màu xanh lá ha. Thì nói chung thì ngoại hình của nó này còn khoảng 90-92% nha anh chị. Nói chung còn tương đối ok ha. Con này thì màn hình của nó thì to 6.5 inch nha anh chị. Đây, Galaxy A02 nha anh chị. Con này thì phiên bản Android là 10 chấm nha. Đây ạ, 10 chấm ạ. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ 32GB. Và pin của nó là 5000 nha anh chị. Nói chung mọi chức năng đều ok hết ha. Xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Hình thức còn khá là ok ha. Chui sạc của nó là chui sạc micro nha anh chị. Rồi giá bán của Galaxy A02 là giá 2 triệu chẵn nha anh chị. Giá 2 triệu chẵn tặng kèm ốp lưng cường lực và sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp theo con Samsung nữa nha anh chị. Đây hôm nay em về thêm một con Samsung A32 nha anh chị. Màu xanh ngọc. Nói chung con này và hình thức của nó cũng còn đẹp luôn ha anh chị. Rất là đẹp luôn nha. Màn hình con này thì 6.4 inch. Máy này thì khách mới mua khoảng mấy tháng thôi nha anh chị. Còn thời gian bảo hành tới tháng 2 năm 2023 luôn nha anh chị. Bảo hành hãng ha. Hình thức còn khá là ok. Cái mặt kính của nó có xước một đường nhẹ lông mèo nha anh chị. Đây ạ, có xước một đường nhẹ lông mèo thế này ha. Đây, còn mặt trước, còn mặt sau này nọ thì ok hết luôn nha anh chị. Rất là đẹp luôn nha. Con này thì màn hình 6.4 inch, màn hình Super AMOLED nha anh chị. Đây, màn hình Super AMOLED, màn hình rất là sáng đẹp, không ám ố phản quang gì hết ha. Đây, Galaxy A32. Con này thì bản là RAM 6, bộ nhớ 128GB nha anh chị, pin 5000 ha. Mọi chức năng ok hết nha anh chị, máy mới mua được có 4 tháng thôi ha. Hộp đồ không còn nha anh chị, chỉ là cái máy không vậy nè anh chị. Đây, cam của nó rất đẹp nè. Rồi giá bán của Samsung A32 là giá 4 triệu 1 nha anh chị. Giá 4 triệu 1 tặng kèm cho anh chị ốp lưng cường lực và sạc nha. Giá 4 triệu 1 ạ. Ngoại hình còn rất là đẹp nha anh chị. Chỉ có mặt kính là có một xước nhẹ đường lông mèo như thế này nha anh chị. Đây ạ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em giới thiệu hết phần Samsung luôn ha. Tiếp theo là một con Samsung A20s nha anh chị. Con này thì màu xanh lá ha, màu xanh lá. Về hình thức của nó thì cái viền của nó có hơi nhăm nhẹ nha anh chị. Đây ạ, cái viền của nó hơi nhăm nhẹ ngay chỗ cái khay sim và cái nút tăng giảm âm lượng thì nó có hơi hơi nhăm ha. Còn lại mặt trước mặt sau thì ok, nói chung là tương đối nha anh chị. Đây, con này thì màn hình cũng là 6.5 inch ạ. Màn hình giọt nước rất là to ha. Galaxy A20s đây ha. Con này phiên bản Android là 10 chấm nè. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đây ha, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 4000 nha anh chị. Mọi chức năng đều ok, xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G ha. Rồi giá bán của Samsung Galaxy A20s
Em để lại giá cho anh chị là giá 2.150.000 ha. Giá 2.150.000, quăng tay còn đầy đủ nha anh chị. À, tặng kèm cho anh chị ốp lân cường lực và sạc ha. Rồi tiếp theo nha anh chị. Đây, tiếp theo là em còn một con Samsung A10S nha anh chị, màu đen ha. Con này về hình thức của nó cũng còn ok nha anh chị. Còn khoảng trên còn khoảng 95% luôn ha. Rồi con này thì màn hình 6.2 inch nha anh chị. Galaxy A10s ha, con này thì phiên bản Android là 10 chấm luôn nha anh chị. RAM 2 bộ nhớ là 32GB và pin của nó là 4000 ha. Rồi mấy con này thì anh chị mua về xài Zalo, Facebook, TikTok hoặc online hay là chơi game nhẹ gì đó cũng ok nha anh chị. Vân tay vân chân còn đầy đủ ha. Giá là 1 triệu 7 cho anh chị. 1 triệu 7 tặng kèm cho anh chị ốp lân cường lực và bộ sạc ạ. À. Rồi tiếp theo là một con Samsung M20 nha anh chị. Đây, con này thì ngoại hình còn khoảng 90% nha anh chị. Con này thì màn hình của nó thì 6.3 inch ha. Đây, Galaxy M20 nha anh chị. Con này phiên bản Android cũng 10 chấm nè ha. RAM 3 bộ nhớ 32GB và con này pin của nó rất là trâu nha anh chị, pin tới 5000 ha. Mọi chức năng đều ok hết ha. Cái vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Rồi con này thì cam trước của nó hơi mờ xíu nha anh chị. Đây cam trước của nó hơi mờ xíu ha. Còn cam sau thì ok nha anh chị. Đây ạ. À. Rồi Galaxy M10 giá là em đỡ lại giá cho anh chị là giá 1.850.000 nha anh chị. Giá 1.850.000 tặng kèm cho anh chị ốp lân cường lực và bộ sạc nha. Rồi tiếp theo là em còn một con Samsung J4 cộng nha anh chị, màu đen ha. Màu đen. Con này thì cái vỏ của nó, cái vỏ mặt sau của nó có hơi nhăn nhẹ nha anh chị. Có hơi nhăn nhẹ ha, còn mặt kính thì không có bị xước gì hết nha anh chị, còn rất là ok nha. Xin lỗi mọi người, nó hết pin rồi nha anh chị ơi. Đến sạc pin xíu ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Samsung nữa nha anh chị. Đây là Samsung M20 ha, màu đen nha anh chị. Con này thì về hình thức của nó còn khoảng 92-93% ha. Màn hình 6.3 inch nha anh chị. Đây Samsung M20, con này phiên bản Android là cũng 10 chấm nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ là 32GB và pin của nó cũng 5000 ha. Nói chung thì mọi chức năng ok hết nha anh chị. Con này có cái là cái camera trước của nó hơi mờ nha anh chị. Đây cam sau thì ok ha, cam trước của nó đây ạ. À. Đây cam trước của nó hơi mờ xíu nha anh chị. Rồi thì giá bán con này em để lại giá cho mọi người là giá 1 triệu 8 nha. Samsung M20 giá 1.8 triệu, tặng kèm cho anh chị ốp lân cường lực và bộ sạc cho anh chị luôn ha. Giá 1.8 triệu ạ. Rồi tiếp theo là một con Samsung A10 nha anh chị, màu xanh dương ha. Con này thì về hình thức của nó này còn khoảng 95% nha anh chị. Nói chung là còn rất là ok, rất là đẹp ha. Màn hình thì 6.2 inch. Đây Galaxy A10 nha anh chị. Con này thì bản RAM 2 bộ nhớ là 32GB và pin của nó là 3400 nha anh chị. Thích hợp với lợi anh chị mua về xài làm máy phụ, lên mạng Zalo, Facebook, TikTok hay là cho bé học online này nọ thì cũng rất là ok ha. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Đây cam tiếp ok ha. Rồi giá bán là 1.450.000 nha anh chị. Samsung A10 giá 1.450.000. Tặng kèm cho anh chị ốp lân cường lực và bộ sạc.
Rồi tiếp theo là một con dòng Realme nha anh chị. Đây ha, đây là Realme C12 nha anh chị, màu đỏ cam ha. Thì con này ngoại hình của nó còn rất là đẹp keng luôn nha anh chị, còn rất là đẹp keng. Màn hình to 6.5 inch nha anh chị. Đây giới thiệu điện thoại là Realme C12 nha anh chị. Con này phiên bản Android là 10 chấm này, RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Và đặc biệt là con này pin của nó rất là trâu khỏe nha anh chị, pin tới 6.000 thôi. Thì mình mua về mình tha hồ mình xài rất là lâu hết pin luôn nha anh chị. Quăng te còn đầy đủ nè, cảm ứng mượt mà ha. Xài 2 sim nha anh chị. Rồi giá bán của Realme C12 là giá 2.3 triệu nha anh chị. Giá 2.3 triệu, tặng kèm cho anh chị ốp lưng cường lực và bộ sạc luôn nha. Máy rất là chuẩn nha anh chị, pin rất là khỏe luôn ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo ha. Đây đây là một con Oppo A3 nha anh chị. Oppo A3 màu xanh ngọc nha. Con này màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Mặt sau của nó là mình bằng kính nha anh chị, rất là đẹp ạ. Rồi thì con này màn hình của nó là màn hình tai thỏ nha anh chị, màn hình 6.2 inch. Đây hiển thị rất là đẹp, không ám ố phản quang gì hết ha. Oppo A3, con này phiên bản Android cũng 10 chấm nha. RAM 4, bộ nhớ là 128GB luôn nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 128GB ha. Nói chung mọi chức năng ok hết nha anh chị, máy còn rất là đẹp luôn nha. Rồi em test cam cho anh chị xem ha. Cam trước cam sau ok hết nha anh chị. Rồi giá bán là 2.1 triệu nha anh chị. Oppo A3 giá 2.1 triệu ha. RAM 4, bộ nhớ 128GB nha anh chị, giá 2.1 triệu. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng cường lực và bộ sạc nha. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A53 nha anh chị. Đây Oppo A53 màu xanh đen ha, màu xanh đen. Thì con này cái vỏ sale của nó có hơi nhăm nhẹ nha anh chị, có hơi nhăm nhẹ ở trên góc này ha. Đây ạ, có hơi nhăm nhẹ xíu, nói chung thì không đáng kể gì hết nha anh chị. Mặt trước thì không có bị xước ha. Rồi thì con này màn hình chọt lỗ, màn hình 6.5 inch nha anh chị. Đây giới thiệu điện thoại Oppo A53 đây ha, phiên bản Android là 11 chấm này. RAM 4, bộ nhớ là 128GB nha anh chị. Thì con này pin của nó cũng là 5.000 ha, pin 5.000 nha anh chị. Cái này em dán cái miếng cường lực nó hơi bị lệch, gỡ ra tí nữa dán lại ha. Máy xài rất là ok nha anh chị, không có bị lỗi làm gì hết ha. Tay cam tiếp này. Rồi giá bán của Oppo A53 là giá 2.7 triệu nha anh chị. Giá 2.7 triệu, tặng kèm cho anh chị ốp lưng cường lực và bộ sạc luôn nha. Rồi tiếp theo là một con rất là đẹp luôn nha, Oppo A31 nha anh chị. Màu đen ha, thì hai con này hình thức của nó còn khá là ok nha anh chị, còn khoảng trên 95%, nói chung thì nó đẹp keng sa beng luôn nha anh chị. Mặt trước mặt sau không xước xát gì hết ha. Màn hình to 6.5 inch nha anh chị. Đây em giới thiệu từng con cho anh chị ha. Này là Oppo A31, con này thì phiên bản Android 9 chấm này, RAM 6, bộ nhớ 128GB luôn nha anh chị. Thì pin của nó là 4230 ha. Nói chung thì mọi chức năng ok hết nha anh chị, máy rất là full luôn, rất là đẹp. Vân tay còn đầy đủ nè, giá bán là 2.8 triệu cho anh chị ha. 2.8 triệu, tặng kèm ốp lưng cường lực và sạc cho anh chị ha. Đây vân tay đây ạ. Rồi giá bán 2.8 triệu nha anh chị. Còn tiếp theo là một con cũng là Oppo A31 nha, nhưng mà con này thì bản RAM 4 thôi nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 128GB ha. Nói chung cũng full chức năng. Đây ạ, Oppo A31 phiên bản Android cũng 9 chấm này ha. RAM 4, bộ nhớ 128GB nha. Rồi con này thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 2.6 triệu nha anh chị.
Thôi con này em để là giá cho anh chị là giá 2 triệu rưỡi đi nha, 2 triệu rưỡi. Còn cái con mà bản RAM 6 thì em sẽ để là giá cho anh chị là giá 2 triệu 7 ha. Tức là một con em sẽ giảm 100 ngàn cho anh chị ha. Đầy đủ phụ kiện nha anh chị. Rồi tiếp theo cũng là một con Oppo nữa. Đây là Oppo F9 nha anh chị, màu đỏ tím ha. Rồi thì con này về hình thức của nó là còn khoảng trên 95%, nói chung còn rất là ok nha anh chị. Con này thì màn hình 6.3 inch. Đây ha, Oppo F9. Con này thì phiên bản Android 10 chấm này, RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Nói chung mọi chức năng đều ok, xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G nha. Anh chị mua về xài Zalo, Facebook, TikTok hoặc online hay là chơi game Liên Quân này nọ ok nha. Ở vân tay còn đầy đủ ha. Rồi tiếp tục tích camera cho anh chị xem ha. Đây ạ. Rồi Oppo F9 giá là 2 triệu mốt nha anh chị. Giá 2 triệu mốt tặng kèm ốp lưng cường lực và sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là em có con Oppo A5 đời 2020 nha anh chị. Hình thức của nó còn còn khá là đẹp ha. Đây ạ. Mặt trước mặt sau không xước xát gì hết nha anh chị. Rồi thì con này màn hình của nó cũng là 6.5 inch. Màn hình rất là to ha, không ám ố phản quang gì hết nha anh chị. Đây Oppo A5 đời 2020 ha. Con này thì phiên bản Android 10 chấm nè, RAM 3, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Con này nó chạy chip Snap là 665 ha. Thì anh chị mua về xài chơi game Liên Quân con này cũng rất là ok nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ ha. Giá bán là 2.250.000 ha. Hỗ trợ sạc nhanh, sạc tiếp si nha anh chị. Giá 2250 ạ, tặng kèm ốp lưng cường lực và sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo F11 nha anh chị. Con này thì màu xanh dương ha. Màu xanh dương rất là đẹp luôn nha anh chị. Màn hình cũng to 6.5 inch. Đây giới thiệu điện thoại Oppo F11 nha anh chị, phiên bản Android là 11 chấm này, RAM 6 nha anh chị, RAM 6, bộ nhớ 64GB ha. Và con này pin của nó là 4.000 nha anh chị, vân tay còn đầy đủ ha. Giá bán là 2 triệu 7 nha anh chị. Oppo F11 giá 2 triệu 7 ha. Máy rất là chuẩn luôn nha anh chị. Tặng kèm ốp lưng cường lực và sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp theo em có về hai con Oppo A5s nha anh chị. Một con thì màu đỏ, một con thì màu đen ha. Ngoại hình còn trên 95%, rất là ok nè nha anh chị. Đây máy rất là đẹp luôn nha, không trầy xước gì hết nha anh chị. Hai con này thì đây em vô giới thiệu cho anh chị xem cùng lúc luôn ha. Đây Oppo A5s nha anh chị, phiên bản Android là 8.1, RAM 3, bộ nhớ là 32GB và pin của nó là 4230 nha anh chị. Mọi chức năng ok hết ha. Xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Đây cảm ứng này nọ này, mấy con này xài rất là chuẩn nha anh chị. Đây ha, cái cảm ứng từng con cho anh chị xem nha. Rồi camera ha. Đây. Camera nha anh chị. Rồi giá bán là 1.950.000 mỗi con nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ ha. Tặng kèm ốp lưng cường lực và sạc cho anh chị ha. Có hai màu, màu đỏ và màu đen ạ. Rồi tiếp theo là em có một con dòng Redmi. Này là Redmi 9 nha anh chị. Con này thì về hình thức của nó là vỏ sau của nó có hơi có trầy nha anh chị, có trầy xước theo thời gian ha. Đây ạ. Rồi mặt kính của nó thì không có bị xước xát gì hết nha anh chị. Màn hình 6.5 inch ạ. Đây Redmi 9, con này thì bản RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị.
Thì con này nó chạy chip là Helio G80 nha. Nói chung thì chơi game Liên Quân, Free Fire này nọ thì bao mượt luôn nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ ha. Con này thì sạc của nó là sạc nhanh tiếp C nha anh chị. Xài hai sim ha. Rồi giá bán của con Redmi 9 là em đỡ là giá cho anh chị là giá 2 triệu, giá 2 triệu 3 nha anh chị. Redmi 9 giá 2 triệu 3, tặng kèm cho anh chị ốp lưng cường lực và sạc luôn nha. Máy rất là chuẩn luôn nha anh chị, máy nguyên zin hết luôn ha. Giá chỉ có 2 triệu 3 thôi nha anh chị. Cái vỏ của nó có hơi xước nhẹ ha. Rồi tiếp theo nha anh chị. Tiếp theo thì em có mấy cái con điện thoại dưới 1 triệu đây ha. Em giới thiệu từng con luôn. Đây là Oppo A37 nha anh chị. Oppo A37 màu vàng gold ha. Thì mấy con này anh chị mua về xài làm máy phụ, nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok hay là xem YouTube này nọ thì ok nha anh chị. Con này thì mình xài được hai sim và hỗ trợ sim 4G ha. Màn hình của nó thì 5 chấm nha anh chị. Đây, Oppo A37 nha anh chị. Thì mấy con này em cũng nói là xài mấy phụ này nọ, chứ mà mình tải nhiều ứng dụng quá thì nó cũng bị đơ máy nha anh chị. Rồi giá bán là 800 ngàn mỗi con ha. Cam kiết này nọ ok nha anh chị. Đây ha. Rồi giá 800 ngàn, tặng cho anh chị một cái bộ sạc luôn ha. Oppo A37 à, giá 800. Rồi tiếp theo là một con cũng Oppo luôn nha. Đây là Oppo A71 nha anh chị. Oppo A71 ha. Con này thì màn hình cũng là 5 5 inch nha anh chị. Rồi đợi em cài lại cái chế độ tiếng Việt ha. Đây Oppo A71 nha anh chị. Con này thì phiên bản Android là 7.1 ha, RAM 2 bộ nhớ 16 GB và mình xài được hai sim và hỗ trợ sim 4G luôn nha anh chị. Thì con này em đổi là giá cho anh chị là giá 900 ngàn ha. Oppo A71 giá 900 ngàn, tặng kèm cho anh chị bộ sạc nha. Rồi tiếp theo là em có hai con Oppo A39 nha anh chị. Một con thì màu vàng gold và một con thì màu hồng nhạt nha anh chị. Thì máy còn khoảng 90% gì đó ha. Nói chung thì con này thì màn hình của nó thì 5.2 inch nha anh chị. Cấu hình thì RAM 3 bộ nhớ là 32 GB ha. Đây ạ. Xin lỗi mọi người, con này không phải là Oppo A39 nha anh chị, nhưng mà Oppo A57 ha. Oppo A57 hay còn gọi là Oppo S3 Lite nha anh chị. Đây Oppo A57 đây. Con này thì RAM 3 bộ nhớ 32 GB, xài được hai sim và hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Mọi chức năng ok hết. Rồi con này thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 1 triệu mốt nha anh chị. Oppo A3 A57 giá 1 triệu mốt cho anh chị ha. Giá 1 triệu mốt, tặng kèm cho anh chị cái ốp lưng, tặng kèm ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị luôn nha. Rồi tiếp theo con này là Oppo A39 nha anh chị, màu vàng, màu hồng nhạt là Oppo A39 ha. Đây Oppo A39 thì con này cấu hình của nó thì cũng RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha anh chị. Xài hai sim và hỗ trợ sim 4G nha. Đây cam kết này nè, ok ha. Đây ạ. Rồi giá bán của Oppo A39 là 1 triệu chẵn nha anh chị, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Thì con này ngoại hình của nó, cái tính cam của nó có bị nứt nha anh chị, có bị nứt một đường như thế này ha. Nói chung thì không ảnh hưởng gì đến chất lượng camera hết nha anh chị, chụp hình vẫn đẹp nha. Đây ạ. Rồi giá bán 1 triệu chẵn cho anh chị ha. Rồi tiếp theo thì em có một con Samsung J700 nha anh chị. Thì con này nói chung thì vỏ sale của nó có trầy xước nhanh theo thời gian nha anh chị. Màn hình thì 5.5 inch ạ. Mấy con này thì anh chị mua về xài làm máy phụ cho bé học online, xem YouTube này nọ thì rất là ok ha. Đây tên thiết bị là Galaxy J700 nha anh chị. Con này thì cấu hình là RAM 1.5 bộ nhớ 16 GB nha. Anh chị mua và xài Zalo, Facebook, TikTok gì đó ok luôn luôn ha.
Rồi giá bán là 800 ngàn nha anh chị. Giá bán 800 ngàn. Tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một bộ sạc cho anh chị ha. Màn hình của nó là màn hình AMOLED nha anh chị. Rất là đẹp luôn, không ám ố phản quang gì hết nha anh chị. Giá 800 ngàn. Rồi tiếp theo là em còn một con Samsung G5 Prime nha anh chị. Samsung G5 Prime ha, màu vàng gold. Con này thì về hình thức còn khoảng 93-94% gì đó nha anh chị. Rất là nhỏ gọn và đẹp luôn ha. Máy màn hình 5 chấm nha anh chị. Thì hợp với lại anh chị mua về xài làm máy phụ thì rất là ok luôn ha. Máy zin nha anh chị. Đây Galaxy G5 Prime à. Con này thì bản RAM 2, bộ nhớ 16GB và pin của nó là 2006 nha anh chị. Đây, mọi chức năng ok hết ha. Máy ảnh đây ạ. Rồi, giá của Samsung G5 Prime là giá 950 nha anh chị. Giá 950 tặng kèm cho anh chị cái ốp lưng và bộ sạc cho anh chị luôn ha. Giá 950 ạ. Rồi tiếp theo em còn một con đây ha. Em còn một con dòng Samsung A20 nha anh chị. A20 con này cái vỏ của nó có nhâm nha anh chị, vỏ sao có nhâm ha. Thì màn hình của nó thì 6.3 inch nha anh chị. Đây Galaxy A20 con này thì bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB và pin của nó là 4000 nha anh chị. Nói chung mọi chức năng ok, xài hai SIM hỗ trợ SIM 4G nha. Rồi giá bán của con Samsung A20 thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 1.8 triệu nha anh chị. Giá 1.8 triệu tặng kèm cho anh chị ốp lưng cường lực và bộ sạc cho anh chị ha. Giá 1.8 triệu ạ. Rồi em xin dừng video ở đây nha anh chị. Thì anh chị cô chú nhà mình là xem được con điện thoại nào thì cứ gọi điện trực tiếp hay là nhắn tin qua Zalo cho em ha. Số điện thoại là 0879 182 796. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo ha.